lớn nhất mà tôi có được cho bản thân đó là sự chính trực. Đam mê đã theo mình suốt hành trình 15 năm cùng The Hurt. Tôi thấy công việc này có rất nhiều ý nghĩa vì đã mang đến cho tôi một tinh thần trách nhiệm rất là lớn. 15 năm đối với Lily không chỉ là một con số mà là sự trưởng thành đầy tự hào. The Hurt 15 năm cùng nhau kiến tạo tương lai bền vững. Market or the industry in terms of livestock production has become much more professional. It has also gone hand in hand with upscaling the average size of the farms. Cái tên của Bộ Nông nghiệp của Việt Nam có một cái tên rất là hay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì cái phân khúc phát triển nông thôn á là theo The Hurt đánh giá là muốn có cái nông thôn tốt, kinh tế phát triển thì phải có những người cha nuôi tại địa phương.